Sáng 6 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, báo Sài Gòn Giải Phóng Đầu tư Tài chính và Sài Gòn Giải Phóng Online tổ chức tọa đàm xung đột tính pháp lý trong đầu tư xây dựng. Đến dự có các chuyên gia đến từ VCCI, Bộ Tài nguyên Môi trường, Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp, giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cùng trên 30 doanh nghiệp. Ông Nguyễn Tấn Phong, tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, cải cách thể chế, thủ tục hành chính là một trong những mối quan tâm hàng đầu của chính phủ để tạo môi trường thông thoáng cho đầu tư kinh doanh, tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, tình trạng chồng chéo, thậm chí xung đột giữa các quy định pháp luật, nhất là trong đầu tư xây dựng, đang tạo rào chắn cho nhà đầu tư, chủ đầu tư và cả cơ quan quản lý. Hiện nay, các hoạt động đầu tư xây dựng chịu sự điều chỉnh của khoảng 12 luật khác nhau và rất nhiều nghị định, nghị quyết của chính phủ, thủ tướng chính phủ, thông tư hướng dẫn của các bộ ngành và hơn 20.000 tiêu chuẩn, quy chuẩn định kinh tế kỹ thuật. Từ khâu xác định chủ trương đầu tư, nhu cầu vốn đầu tư, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng và kết thúc đầu tư xây dựng, đưa dự án vào vận hành khai thác. Từ đây đã đặt ra trình tự thủ tục pháp luật phức tạp, chồng chéo và xung đột lẫn nhau. Tại đây, các chuyên gia đã tham gia trình bày ý kiến xoay quanh tọa đàm để cùng thấy các điểm xung đột trong pháp lý đầu tư xây dựng hiện nay. Cái câu chuyện mà chúng ta đang bàn là đổi mới mô hình tăng trưởng, phải nâng cao hiệu suất tăng trưởng, chất lượng tăng trưởng. Thế mà tất cả những cái này đang làm cản trở tăng trưởng. Thì tôi cho rằng cái điều này là phải sớm nhất loại bỏ. Không phải chờ đến sửa luật chúng ta mới loại bỏ, mà ngay lập tức chúng ta có thể có nhiều cách có thể loại bỏ được. Khi một cái khoảng trống pháp luật trong tất cả các cái văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành mà vẫn còn khoảng trống, tức là luật không có, vẫn để trống, nghị định để trống, thông tư để trống, thì cấp địa phương có thể ban hành quy định cụ thể lấp vào cái chỗ trống đó là đúng thẩm quyền. Luật đầu tư thì hiện nay cũng đang sửa đổi và dự kiến tháng 10 này sẽ có phiên họp thảo luận đầu tiên. Luật đất đai đang soạn thảo, luật xây dựng, chỗ bộ xây dựng hiện nay cũng đang soạn thảo, luật bảo vệ môi trường cũng đang soạn thảo. Tôi khuyến nghị chúng tôi gửi thủ tướng là cần thống nhất chia sẻ thông tin và làm việc giữa các ban soạn thảo này, làm để làm sao mà thống nhất một tư duy, một chương trình, một quan điểm để giảm thiểu cái sự chồng chéo mâu thuẫn. Tôi cũng rất là chia sẻ với những cái khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải, sẽ quy định rõ về các cái phương thức lựa chọn chủ đầu tư và ứng với mỗi phương thức đấy thì nó sẽ có các cái quy định nó phù hợp. Và cái bước này thì trong luật đầu tư hiện dự thảo hiện nay là đang xử lý các cái vấn đề như vậy. Bộ Tư pháp cũng được giao sửa đổi quy luật văn bản 15 của nghị định 34, thì chúng tôi cũng đang tính đến một cái hướng là xác định cụ thể trách nhiệm hơn đối với các cái ban soạn thảo. Ví dụ như bây giờ cũng một cái vấn đề không thôi, nhưng cách hiểu là khác nhau. Ví dụ như đầu tiên cái vấn đề về chủ đầu tư với nhà đầu tư không thôi, mà coi như là gì đã có cái chuyện khác nhau rồi, cho nên là chưa nói đến nhiều cái nội dung khác. Nhiều cái khác nhau chính là những vấn đề xung đột của mình. Và bây giờ giải quyết cái câu chuyện đến đó trên cái bình diện đến cộng đồng, đến quốc gia thì nó đòi hỏi phải có một cái cơ chế mà gọi như là đủ quyền, đủ lực, đủ sức để mà làm. Điều 170 của luật nhà ở quy định rằng đất hỗn hợp phải chuyển mục đích sử dụng đất thì dự án đó phải làm theo thủ tục của luật đầu tư. Điều 32 của luật đầu tư ghi trong đó là tên nhà đầu tư là công ty A chứ không phải ghi tên chủ đầu tư. Luật đầu tư là luật rất là rộng và người ta quên một điều là dự án nhà ở là chúng tôi đã phải mua đất rồi, nhận chuyển nhượng đất rồi, chúng tôi phải có đất sạch 100% trừ cái đất của nhà nước sen cài thôi, là chúng tôi phải mua lại hết.